giá heo hơi hôm nay ngày mùng 3 tháng 7 tiếp tục giảm ở cả ba miền. Giá heo hơi hôm nay ngày mùng 3 tháng 7 tiếp tục giảm tại nhiều địa phương trên cả nước. Sáng ngày mùng 2 tháng 7, thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng cho biết, địa phương đã có quyết định công bố dịch tả heo châu Phi xảy ra trên địa bàn, thời gian từ ngày 24 tháng 6 năm 2021. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc có nơi giảm 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg giá heo hơi tại miền Bắc giảm 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg tại nhiều địa phương. Cụ thể Yên Bái, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam và Nam Định hiện đang thu mua tại mức 66.000 đồng mỗi kg, giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg. Hà Nội và Ninh Bình cùng giảm 2.000 đồng mỗi kg, lần lượt giao dịch với giá 63.000 đến 65.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 62.000 đến 66.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 66.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 66.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 62.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 64.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 66.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 66.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 62.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 66.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 66.000 đồng mỗi kg. Vĩnh Phúc là 65.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 63.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 65.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 63.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục giảm. Sáng ngày 2 tháng 7, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng cho biết, địa phương đã có quyết định công bố dịch tả heo châu Phi xảy ra trên địa bàn, thời gian từ ngày 24 tháng 6 năm 2021. Báo Hải Phòng đưa tin. Hai ổ dịch được phát hiện thuộc xã Phù Long và xã Trân Châu, còn vùng dịch bị uy hiếp gồm các xã Xuân Đám, Hiền Hào, Gia Luận, thị trấn Cát Bà và thị trấn Cát Hải. Vùng đệm là các xã tiếp giáp với các xã trong vùng dịch bị uy hiếp, gồm các xã, thị trấn còn lại của huyện Cát Hải. Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải đã giao các địa phương có ổ dịch tả heo châu Phi và các vùng bị dịch uy hiếp tiến hành thực hiện việc tổng vệ sinh khử trùng tia độc liên tục một lần ngày trong vòng một tuần đầu tiên và ba lần tuần trong hai tuần tiếp theo. Thị trường heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục xu hướng giảm trong hôm nay. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Hà Tĩnh đang thu mua trong khoảng 61.000 đến 63.000 đồng mỗi kg, giảm 3.000 đồng mỗi kg. Sau khi giảm 2.000 đồng mỗi kg, các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị, Bình Thuận và Quảng Bình đang giao dịch từ 63.000 đến 66.000 đồng mỗi kg. Ninh Thuận và Thừa Thiên Huế cũng giảm 1.000 đồng mỗi kg, điều chỉnh giá thu mua xuống còn 62.000 đồng mỗi kg và 64.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giao động trong khoảng 60.000 đến 66.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 65.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 66.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 63.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 66.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 63.000 đồng mỗi kg. Thừa Thiên Huế là 64.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 63.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 63.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 60.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 63.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 63.000 đồng mỗi kg. Đắk Lắk là 61.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 62.000 đồng mỗi kg. Bình thuận là 65.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam có nơi giảm đến 4.000 đồng mỗi kg. Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay giảm trên diện rộng. Trong đó, tỉnh Sóc Trăng hạ nhẹ một giá xuống còn 58.000 đồng mỗi kg. Đồng Tháp, Kiên Giang, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An, An Giang, Cần Thơ, Tiền Giang cùng điều chỉnh giảm 2.000 đồng mỗi kg, hiện thu mua trong khoảng 58.000 đến 62.000 đồng mỗi kg. Tương tự, sau khi giảm 3.000 đồng mỗi kg, các tỉnh Bình Dương, Hậu Giang, Cà Mau, Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu điều chỉnh giá giao dịch từ 61.000 đến 65.000 đồng mỗi kg. Tỉnh Trà Vinh hiện đang thu mua heo hơi với giá 57.000 đồng mỗi kg, giảm đến 4.000 đồng mỗi kg, thấp nhất khu vực. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao động trong khoảng 57.000 đến 65.000 đồng mỗi kg. Tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng heo về chợ trong ngày mùng 2 tháng 7 là 1.700 con, tình hình buôn bán ổn định. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 62.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 62.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 62.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 61.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 62.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 65.000 đồng mỗi kg, Long An là 62.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 58.000 đồng mỗi kg. An Giang là 62.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 58.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 62.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 60.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 62.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 62.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 62.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 63.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 57.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 62.000 đồng mỗi kg. Sóc Trăng là 58.000 đồng mỗi kg.